đập bóng, tung bóng, đuổi theo bắt bóng. Những động tác mà nếu không để ý kỹ, khó ai có thể nhận ra đó là do những người phụ nữ khuyết tật đang ngồi trên xe lăn thực hiện. Bất chấp những hạn chế về mặt thể chất, những phụ nữ ngồi xe lăn này vẫn đang miệt mài tập luyện với bộ môn bóng rổ. Họ đang trong quá trình thành lập đội bóng rổ xe lăn quốc gia. Bằng cách chơi bóng rổ trên xe lăn, họ đã vượt qua nghịch cảnh và thách thức các chuẩn mực xã hội. Bóng rổ là môn thể thao yêu thích của tôi. Tôi thích nó bởi nó giải phóng cơ thể tôi khỏi những năng lượng tiêu cực. Nó mang lại cho tôi sức mạnh, động lực và sự quyết tâm. Những người khuyết tật thường bị gạt ra bên lề trong những hoạt động của xã hội. Những vận động viên bóng rổ trên xe lăn cho rằng họ không muốn để những cái nhìn của xã hội cản trở bước tiến của mình trong cuộc sống. Chị Suha Marquardt, 28 tuổi, đang là vận động viên bóng rổ trên xe lăn của câu lạc bộ thể thao nữ hiệp sĩ. Ban đầu, khi đến với bộ môn này, chị không nhận được sự ủng hộ của những người thân trong gia đình. Tôi bị khuyết tật từ khi mới sinh ra. Xã hội đã có một cái nhìn khó khăn đối với tôi. Khi ra ngoài, tôi thường phải chịu tổn thương vì những lời nói và sự soi mói của họ. Tôi muốn tạo ra sự thay đổi. Đội bóng rổ đặc biệt tất nhiên cũng có người dẫn đầu đặc biệt. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng, ông Aram Abusha, cũng là một người khuyết tật. Ông bị thương vào năm 1992 trong một cuộc giao tranh tại khu vực. Ông cho rằng, điều quan trọng đối với một đội bóng khuyết tật là huấn luyện viên cũng là người khuyết tật. Theo ông Aram Abusha, huấn luyện viên đội bóng rổ khuyết tật, chỉ huấn luyện viên khuyết tật mới có thể hiểu được hoàn cảnh của các cầu thủ. Điều khuyến khích tôi nhất khi huấn luyện đội tuyển này là giúp họ vươn lên và ngược lại, họ cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn. Chúng tôi bổ sung cho nhau. Đối với những người khuyết tật, cơ thể họ luôn bị co thắt và thể thao sẽ giúp cho các cơ thư giãn hoàn toàn. Khi một người khuyết tật thành công hoặc lập được thành tích, người ta tin rằng họ sẽ không tạo ra gánh nặng cho xã hội. Tôi đã từng sợ hãi việc ngồi trên xe lăn chơi thể thao và ngã xuống. Huấn luyện viên đã luôn khích lệ và động viên rằng không được ngã xuống. Một ngày nào đó, tôi có thể trở thành quán quân. Sau nhiều năm, giờ đây tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn và có niềm tin vào bản thân mình. Cách đây hơn một năm, đội bóng rổ xe lăn nam của Palestine đã đánh bại đội Ấn Độ với tỷ số 49-40 để giành chiến thắng trong giải bóng rổ xe lăn quốc tế lần thứ nhất, được tổ chức bởi Ấn Độ và tổ chức nhân đạo Trăng Lưỡi Liềm Đỏ. Đội tuyển nữ của Palestine cũng đang nỗ lực được công nhận là đội tuyển quốc gia để họ có cơ hội tham gia những giải đấu quốc tế. Tôi hy vọng trong năm nay, chúng tôi có thể trở thành những nhà vô địch. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở thành đội tuyển quốc gia và đại diện cho Palestine tham gia thi đấu ở nước ngoài. Bất chấp những điều kiện khó khăn về thể chất khi tập luyện cùng với việc thiếu kinh phí và sự bất ổn chính trị, những cô gái trong đội tuyển bóng rổ trên xe lăn vẫn luôn miệt mài tập luyện và nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ đang chờ đợi sự hoan nghênh và cổ vũ của mọi người mà họ vô cùng xứng đáng.